Ngày 21 tháng 6 năm 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường Châu Phú B tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ cho 6 tháng cuối năm 2024. 6 tháng đầu năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Châu Phú B đã tổ chức triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của hội gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương và của hội, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ngày càng đa dạng, thiết thực, phù hợp, tác động tích cực tới việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ hội viên phụ nữ. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường thường xuyên tuyên truyền về phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em và di cư an toàn, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ hạnh phúc văn minh hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ, quan tâm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tham gia khởi nghiệp, duy trì tổ phụ nữ cùng ngành nghề, phối hợp ngân hàng chính sách xã hội thành phố giải ngân cho 79 lượt hộ dây vốn dư nợ trên 2,9 tỷ đồng. Các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, tương thân tương ái, hỗ trợ học sinh, phụ nữ nghèo, chương trình mẹ đỡ đầu được hội đẩy mạnh thực hiện. Hội vận động tổ chức thăm trao tặng trên 200 phần quà, hỗ trợ chi phí bảo hiểm y tế cho cụ bà lớn tuổi, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, số tiền trên 196 triệu đồng. Các chi hội duy trì mô hình tiết kiệm làm theo bác được số tiền trên 93 triệu đồng, thành lập 4 tổ hùng vốn, 2 tổ nuôi heo đất, 4 tổ mua bảo hiểm y tế xoay dòng.